Xin chào các bạn. Ireland được mệnh danh là hòn ngọc lục bảo của châu Âu bởi màu xanh bắt nguồn từ lịch sử xa xưa nhất của vùng đất này và màu xanh từ thiên nhiên, từ những đồng cỏ, những cánh rừng, những thảo nguyên ngút ngàn, những vách đá bên bờ biển xanh màu ngọc bích. Đất nước này còn có những thành phố hiện đại như lâu đài cổ kính ngàn năm tuổi, những chai rượu vang được sản xuất và ủ từ những vườn nho được bày bán trong những quán rượu cổ xưa. Có thể xem quốc đảo này là một bức tranh tổng thể của bản sắc văn hóa và lịch sử đặc sắc bên cạnh phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Nhưng điều đó đã góp phần đưa Ireland trở thành một trong những vùng đất đáng sống nhất trên thế giới hiện nay. Về vị trí thì Ireland hay Cộng hòa Ireland là một quốc gia nằm trên hòn đảo cùng tên ở phía Tây Bắc châu Âu với diện tích khoảng 70.273 km2, chiếm khoảng 1/6 diện tích của hòn đảo và là nơi sinh sống của 5.132.000 người. Trong đó có khoảng hơn 2 triệu dân sinh sống chủ yếu ở vùng ven biển phía đông của đất nước. Quốc gia này chia sẻ đường biên giới duy nhất trên đất liền ở phía đông bắc với Bắc Ireland, trong khi ở các phía còn lại được bao bọc bởi Đại Tây Dương. Trong lịch sử thì toàn bộ hòn đảo Ireland từng là một quốc gia nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland kéo dài từ năm 1801 đến năm 1922. Chỉ sau khi đạo luật chính phủ Ireland năm 1920 được thông qua thì hòn đảo mới được phân chia thành hai chính thể tự trị, nhưng nó vẫn là một phần của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland. 6 quận phía đông bắc sẽ tạo thành Bắc Ireland, trong khi 26 quận còn lại của đất nước sẽ tạo thành Nam Ireland. Nhưng đến cuối năm 1921, Hiệp ước Anh-Ireland được thông qua, Bắc Ireland chọn ở lại với Vương quốc Anh bởi khu vực này có đa số người dân là hậu duệ của những người thực dân đến từ Anh, họ theo đạo Tin lành. Còn Nam Ireland trở thành nhà nước tự do Ireland vào năm 1922 và hưởng quy chế thống trị, tức là quốc gia tự trị của đế quốc Anh. Phần lớn người dân ở đây là người Công giáo và theo chủ nghĩa dân tộc Ireland, những người muốn có một Ireland độc lập và thống nhất. Mặc dù vậy thì sau tuyên bố Ireland và tuyên bố London vào năm 1949, Ireland mới rời khỏi khối thịnh vượng chung, thuật ngữ thay thế cho quy chế thống trị và chính thức trở thành một nhà nước Cộng hòa độc lập. Đồng thời, quốc gia này duy trì chính sách trung lập của mình sau Thế chiến thứ hai cho đến ngày nay. Cộng hòa Ireland thường xuyên bị nhầm lẫn với một quốc đảo khác nằm cách đó hơn 1.000 km về hướng Tây Bắc là Iceland. Sự nhầm lẫn này chủ yếu đến từ cách viết tên của hai quốc gia, vốn chỉ khác nhau ở hai chữ cái là R và C, nên dễ dàng dẫn đến việc phát âm sai. Khi phiên âm sang tiếng Việt thì Ireland sẽ được đọc là Ireland, còn tên gọi của băng đảo Iceland sẽ được phát âm thành Iceland. Một điểm khác biệt giữa hai quốc đảo này đó là trong tiếng bản địa, người Ireland gọi nước mình là Ire, trong khi cách phát âm của Iceland được cho là xuất phát từ tên gọi Iceland của quốc gia này. Về địa hình, nhìn chung, địa hình của Cộng hòa Ireland khá bằng phẳng. Nó bao gồm một đồng bằng trung tâm rộng lớn, bao quanh là các dãy núi ven biển. Do khu vực đồng bằng trung tâm được hình thành bởi các trầm tích đá vôi trong quá khứ, cho nên địa hình nơi đây hơi gợn sóng nhẹ, xen kẽ là các đầm lầy và các hồ nước với độ cao trung bình khoảng 60 đến dưới 150m so với mực nước biển. Trong số các đầm lầy ở đây thì Allen là một trong những đầm lầy lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm của đất nước với diện tích lên đến 958 km². Đây là một đầm lầy than bùn, nó vốn được hình thành ở những nơi mưa nhiều, có mức độ thoát nước thấp khiến cho than bùn phát triển mạnh mẽ, và những dạng đầm lầy như vậy được gọi là đầm lầy lông vũ. Than bùn ở đây bắt đầu được khai thác trên quy mô lớn từ những năm 1950. Nó là nguồn tài nguyên quý giá dùng cho các hoạt động sản xuất điện năng. Còn khu vực đồi núi chủ yếu ở các dãy núi thấp, nằm ở phía Tây và phía Nam của đất nước, với độ cao trung bình từ 100 đến 900 mét so với mức nước biển. Các dãy núi này đâm sát ra biển tạo thành các vách đá dựng đứng, khiến cho việc tiếp cận với bờ biển bị hạn chế. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho phần lớn dân cư tập trung ở bờ biển phía đông, nơi có các bãi cát mịn trải dài. Trong đó, điểm cao nhất và mang tính biểu tượng của Ireland chính là đỉnh Carron Tuath Hill nằm trong dãy núi Magherly Cuddyridge ở phía tây nam với độ cao 1.039m so với mức nước biển. Mặc dù có độ cao khiêm tốn, nhưng ngọn núi được hình thành từ đá sa thạch này lại thu hút tới 140.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm. Ngoài những bậc thang của quỷ, thì ngọn núi này còn nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục nhất đất nước, bao quanh là những hồ nước. Các hồ này là những gì còn sót lại từ thời kỳ băng hà. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ở đây rất thất thường, nó gây nguy hiểm cho những người leo núi và cướp đi nhiều sinh mạng. Trên đỉnh của ngọn núi là một cây thánh giá bằng kim loại. Ban đầu, nó là một cây thánh giá bằng gỗ được cộng đồng người địa phương dựng vào những năm 1950. Đến năm 1976, cây thánh giá bằng gỗ mới được thay thế bằng thép, chiều cao vào khoảng 5m. Vào năm 2014, cây thánh giá đã bị những người vô danh hạ xuống, nhưng nó đã được dựng lại ngay sau đó. Còn núi Kirkpatrick nằm ở phía tây Ireland. Mặc dù chỉ cao 764m so với mức nước biển, nhưng nó lại là điểm hành hương quan trọng ở Ireland, một phong tục ít nhất đã có từ thời Trung Cổ. Ngọn núi có đỉnh hình kim tự tháp và nhìn ra vịnh Clew. Từ lâu, nó đã được coi là một ngọn núi linh thiêng và là tâm điểm của một nghi lễ thời tiền sử. Sau này, ngọn núi gắn liền với Thánh Patrick,
người được cho là đã trải qua 40 ngày nhịn ăn và cầu nguyện trên đỉnh núi. Trên đỉnh của ngọn núi cũng từng có một nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 5, nhưng nhà thờ hiện tại mới chỉ được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20. Cách đỉnh núi khoảng 7 km về phía đông là Bô Hơ, một phiến đá được bao phủ với các tác phẩm nghệ thuật có từ thời cổ đại. Nó có hơn 260 hình chạm khắc, khiến đá Bô Hơ trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật trên đá cổ chi tiết nhất ở Ireland và là một trong hai tác phẩm duy nhất ở tỉnh Connacht. Như 5 phút thôi đã nói khi nãy, các dãy núi ở Ireland đâm sát ra biển tạo thành các vách đá dựng đứng, đồng thời trở thành điểm nhấn, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Ireland. Các vách đá này kéo dài từ phía Bắc, qua phía Tây và đến khu vực Đông Nam của đất nước. Trong đó, vách đá Mô Hơ hay là vách đá Bồ Công Anh, theo cách gọi thông thường của người dân bản địa, là một trong những kỳ quan thiên nhiên, đồng thời là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến Ireland. Vách đá này dài khoảng 8 km, được tạo nên từ những dải đá sa thạch, đá bột kết và đá phiến sét khổng lồ từ cách đây hơn 300 triệu năm. Các lớp đá riêng biệt có độ dày vài cm cho tới vài mét được xếp chồng lên nhau, tạo thành vách đá Mô Hơ có độ cao hơn 200m so với mức nước biển. Tại đây, vào năm 1835, người ta đã cho xây dựng một chiếc tháp nhỏ để làm nơi ngắm cảnh. Những lớp đá tại vách đá Mô Hơ còn chứa đựng nhiều trầm tích và hóa thạch quan trọng. Do đó, vào năm 2011, UNESCO đã công nhận nơi đây là công viên địa chất toàn cầu. Mỗi lớp đá bên trong vách đá Mô Hơ được xem là đại diện cho một sự kiện địa chất đã từng xảy ra trong lịch sử, cũng như là tái hiện lại cuộc đời của những dòng sông cổ đại khi nó chảy ra biển. Bên cạnh các trầm tích về đất đá, người ta còn tìm thấy các hóa thạch của những loài sinh vật biển và giáp xác từ thời cổ đại. Ngoài ra, vịnh Clew gần ngọn núi Crockpatrick là một ví dụ điển hình nhất về sự tan chảy của một dòng sông băng có nguồn gốc từ thời kỳ băng hà, với hàng trăm hòn đảo hình bầu dục ở cuối vịnh. Những hòn đảo này được hình thành thông qua sự tích tụ của sỏi, đất sét, phù sa và cát bên dưới dòng sông băng. Sau đó, khi băng tan thì hiện tượng xói mòn theo chiều dọc đã xảy ra, kết hợp với nước biển dâng đã hình thành nên những hòn đảo như ngày nay. Ngược lại, ở phía đông của Ireland có đường bờ biển ít bị chia cắt hơn với những bãi cát mịn trải dài. Mặc dù khu vực này cũng có một vài dãy núi, nhưng nó nằm khá sâu trong đất liền. Trong đó, dãy núi Wicklow được xem là vùng núi cao liên tục lớn nhất ở Cộng hòa Ireland. Đỉnh cao nhất của nó là Lunakilla với độ cao khoảng 925m so với mức nước biển và là nơi cao nhất của Ireland bên ngoài quận Kerry. Các ngọn núi ở đây chủ yếu được tạo thành từ đá granite và được bao bọc bởi một lớp vỏ mica đá phiến cùng nhiều loại đá cổ hơn như là đá thạch anh. Phần lớn địa hình của dãy Wicklow chịu ảnh hưởng từ thời kỳ băng hà đệ tứ, khi các thung lũng hẹp và dốc ngày càng bị xói mòn mạnh hơn bởi các sông băng tan chảy, và quá trình này cũng kéo theo một lớp trầm tích bồi tụ ở dưới chân núi, hình thành nên những hồ đập như hiện nay như Loughdan và Liffey. Tuy được mệnh danh là hòn ngọc lục bảo, thế nhưng Cộng hòa Ireland lại là một trong những quốc gia có ít rừng nhất ở châu Âu. Cho đến cuối thời Trung cổ, vùng đất này vẫn còn rất nhiều rừng rậm. Các loài bản địa bao gồm các cây rụng lá như cây sồi, tần bì, bạch dương, thanh lương trà và táo gai, cùng một số loài cây thường xanh đặc trưng như là thông Scott, thủy tùng, nhựa ruồi và dâu tây. Tuy vậy, sự phát triển của các đầm lầy lông vũ và việc phá rừng bừa bãi để phát triển nông nghiệp đã khiến diện tích rừng ở Cộng hòa Ireland bị thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn chiếm khoảng 10% diện tích cả nước, với phần lớn là những đồn điền cây lá kim phi bản địa. Thêm vào đó, với lịch sử sản xuất nông nghiệp lâu đời đi kèm với các phương pháp nông nghiệp hiện đại, chẳng hạn như sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, đã gây thêm nhiều áp lực lên việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Cộng hòa Ireland. Về mặt khí hậu thì nhìn chung, Cộng hòa Ireland có kiểu khí hậu đại dương ôn hòa với nhiệt độ ít khắc nghiệt hơn so với các khu vực khác có cùng vĩ độ như là Seattle ở Mỹ hay là Sakhalin ở Nga, với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ khoảng 4 đến 19 độ C. Trong khi những khu vực ven biển phía Tây Nam là nơi ấm áp nhất, thì các vùng nội địa, đặc biệt là phía Bắc của vùng đồng bằng trung tâm là những nơi lạnh nhất. Lượng mưa ở Ireland thường đến từ hệ thống phong đại Tây Dương di chuyển về phía đông bắc trên đảo mang theo mây và mưa. Do đó mà khu vực phía Tây của Cộng hòa Ireland thường đón nhận lượng mưa trung bình từ 1.000 đến 1.250mm, cao hơn so với lượng mưa trung bình dưới 1.000mm ở hầu hết phía đông. Ireland, thiên đường trốn thuế của doanh nghiệp. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP trong năm 2022 của quốc đảo này là 519,8 tỷ USD, trong khi GDP bình quân đầu người lên tới 101.282 USD, đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Công quốc Luxembourg. Khi mới được độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1922, đất nước Ireland khá nghèo so với các quốc gia châu Âu khác với khoảng 90% dân số làm nông nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sữa và thịt bò, nhưng chủ yếu bán cho Vương quốc Anh. Đến năm 1930, Ireland tiến hành quốc hữu hóa các ngành kinh tế, đồng thời cấm các hoạt động thương mại và đầu tư nước ngoài,
áp đặt mức thuế cao với hàng nhập khẩu nhằm hướng đến nền kinh tế tự cung tự cấp. Trong thời gian này, Ireland cũng tiến hành thúc đẩy công nghiệp hóa đất nước nhằm hiện đại hóa như các quốc gia phương Tây lúc bấy giờ. Nhưng mà do nguồn lực tài chính và tài nguyên khoáng sản hạn chế, cho nên các chính sách này đã không hiệu quả. Nó cũng làm người dân cảm thấy bất mãn với chính sách của chính phủ, cho nên khoảng một nửa dân số quốc gia này đã rời bỏ đất nước. Tới năm 1950, dân số của Ireland chỉ còn khoảng 4 triệu người. Năm 1957, Ireland bắt đầu mở cửa đối với thương mại quốc tế, cho phép đầu tư nước ngoài và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, kết hợp với thúc đẩy nền giáo dục toàn diện. Năm 1987, Ireland bắt đầu với việc thành lập một đặc khu kinh tế có thuế suất chỉ 10%, được gọi là Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế hay IFSC. Năm 1999, toàn bộ đất nước đã thực hiện chuyển thành IFSC với việc giảm thuế doanh nghiệp của Ireland từ 32 xuống còn 12,5%. Điều này đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Ireland từ nền kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp sang nền kinh tế tri thức, tập trung vào việc thu hút các công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ từ các ngành công nghệ cao, khoa học đời sống và dịch vụ tài chính đang tìm cách tận dụng lợi thế của Ireland. Với mức thuế doanh nghiệp chỉ có 12,5%, Cộng hòa Ireland đã thu hút một lượng lớn dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có giá trị cao. Đây cũng là cách mà quốc đảo này, vốn không có nhiều tài nguyên khoáng sản quý giá, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn đến đây để đầu tư. Sự thành công của chính sách này được thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2007, khi Ireland được gọi là con hổ Celtic nhờ tốc độ tăng trưởng liên tục và ở mức cao. Thêm vào đó, mức thuế thấp hơn mặt bằng chung của châu Âu đã góp phần giúp Ireland phục hồi trở lại sau khi đã trải qua các cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008. Tuy nhiên, chính sách này cũng có hai mặt và nó còn khiến cho Cộng hòa Ireland bị cáo buộc là thiên đường trốn thuế của doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc này cũng khiến mức thu nhập bình quân đầu người của công dân bản địa bị thu hẹp lại, còn chính phủ thì khó có thể bứt phá mạnh mẽ hơn khi nguồn tài chính khổng lồ đã chảy hết vào túi các doanh nghiệp nước ngoài. Các kế hoạch thuế đa quốc gia mà các công ty nước ngoài sử dụng ở Ireland đã bóp méo đáng kể các số liệu thống kê kinh tế của Ireland. Điều này thể hiện rõ nhất vào năm 2015 khi mà Apple tái cấu trúc các công ty con ở Ireland. Sau sự việc này, Ngân hàng Trung ương Ireland đã giới thiệu một thống kê mới, đó là GNI sửa đổi hay là GNI sao để loại bỏ những biến dạng này. GNI sửa đổi thấp hơn 30% so với GDP hoặc GDP bằng 143% GNI. Như vậy, GDP và GNP của Ireland không còn được sử dụng nữa. Theo cách tính này thì GDP bình quân đầu người thực tế của người dân Ireland là 70.798 USD. Tuy nhiên thì nó vẫn cao hơn rất nhiều các quốc gia và đứng thứ 9 trên thế giới về GDP bình quân đầu người. Hành chính và du lịch. Cộng hòa Ireland hiện nay được chia thành 4 tỉnh với 31 quận. Trong đó, Dublin nằm ở cửa sông Liffey thuộc tỉnh Leinster là thành phố lớn nhất và đồng thời cũng là thủ đô của Ireland. Mặc dù có một diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 118 km2, nhưng Dublin vẫn mang những vẻ đẹp truyền thống lịch sử độc đáo, hòa quyện với những màu sắc hiện đại. Với dân số hơn 588.000 người, Dublin được xem là trụ cột kinh tế và là trung tâm giao thông của Cộng hòa Ireland. Thành phố này chính là đầu tàu của cả nước trong giai đoạn Ireland được mệnh danh là con hổ Celtic. Có rất nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng, ví dụ như Microsoft, Amazon, TikTok hay là Pfizer, v.v. đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoạt động trong các cụm doanh nghiệp lớn ở Dublin như khu trung tâm kỹ thuật số và bến tàu Silicon. Nhờ có sự hiện diện của các công ty này mà kinh tế trong thành phố được thúc đẩy và mở rộng quy mô, dẫn đến việc Dublin đôi khi còn được gọi là thủ đô công nghệ của châu Âu. Đến tham quan Dublin nói riêng và Cộng hòa Ireland nói chung, du khách sẽ được hòa mình vào bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời cùng những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo khác. Có rất nhiều không gian xung quanh thành phố tạo thành một bầu không khí rất trong lành. Trong đó, khu vực công viên đô thị Phoenix gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với du khách đến thăm Dublin. Công viên này có diện tích khoảng 707 hecta, cách trung tâm Dublin khoảng 4 km về phía tây bắc của dòng sông Liffey. Bên ngoài công viên này là một bức tường khổng lồ có chu vi khoảng 16 km, còn bên trong là các khu vực rộng lớn của đồng cỏ với những đại lộ rợp bóng cây. Toàn bộ công viên Phoenix là môi trường sống của hơn 350 loài thực vật, với phần lớn là những loài cây lá rộng. Đồng thời, công viên còn lưu giữ gần như toàn bộ các đồng cỏ và cánh rừng già. Một cuộc khảo sát theo dõi chim trong năm 2007-2008 đã tìm thấy 72 loài chim ở đây, bao gồm chim ó thông thường, chim sẻ Á Âu, chim cắt thường và rẻ cùi Á Âu. Tiến vào bên trong công viên, bạn sẽ còn bắt gặp nhiều công trình ấn tượng, ví dụ như Arras an Iarrachtas Rain, được xây dựng từ năm 1754, đang được sử dụng như là nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Ireland. Bạn có thể ghé qua đài tưởng niệm Wellington lớn nhất ở châu Âu, với chiều cao khoảng 62m và là nơi kỷ niệm những chiến công hiển hách của vị công tước Wellington. Có 3 trong số 4 tấm bảng bằng đồng có hình ảnh đại diện cho sự nghiệp lẫy lừng của Wellington, trong khi tấm thứ 4 có dòng chữ giới thiệu ở chân tháp. Trong khi đó, phía đông nam của công viên Phoenix còn có một khu di tích có tên là Magazine Fort.
Đây là một pháo đài lớn được xây dựng bằng gạch đá vôi từ năm 1735. Phần chính của nó được bao quanh bởi một con hào khô, với mỗi góc được bảo vệ bởi một lớp tường dày khoảng 1,5 mét. Còn các kho thuốc súng bên trong pháo đài được xây bằng gạch hình đá vòm có diện tích khoảng 270 mét vuông. Ở Dublin có một cây cầu đường bộ bắc qua sông Liffey là O'Connell, được xây dựng vào năm 1791. Tên gọi ban đầu của nó là Carlisle, vốn là một cấu trúc có 3 vòm hình bán nguyệt đối xứng, được xây dựng bằng đá granite với lan can làm bằng đá Portland và có các đài tưởng niệm ở 4 góc cầu. Kể từ năm 1860, cây cầu được xây dựng lại và mở rộng. Và vì là một cửa ngõ chính giữa phía bắc và phía nam của Dublin, đồng thời là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của thành phố, nên cầu O'Connell được hội đồng thành phố Dublin quản lý rất cẩn thận. Để có thể thấy rõ vẻ đẹp của cây cầu, du khách cần chú ý kỹ hơn những kiến trúc ở hai bên và bên dưới của nó. Có hai cây cột chống đỡ được tô điểm bằng những hình chạm khắc phức tạp. Trong khi đó, thung lũng Glendalough nằm ở quận Wicklow sẽ mang đến cho du khách một cảm giác yên bình đến khó tả. Glendalough là một thung lũng băng giá, nổi tiếng là một thành phố tu viện cơ đốc giáo được thành lập bởi Thánh Kevin vào thế kỷ thứ 6. Cổng vào Glendalough là một trong những di tích quan trọng nhất ở Ireland. Ban đầu nó có hai tầng với hai mái vòm làm bằng đá granite rất đẹp. Các kiến trúc và các bức tường nhô ra ở mỗi đầu cho thấy rằng nó có một mái nhà bằng gỗ. Ở bên trong cổng là một phiến đá khắc chữ thập nằm bên bức tường phía tây. Tháp tròn cũng là một điểm nhấn đáng chú ý ở Glendalough. Tòa tháp đẹp này được xây bằng đá phiến mica xen kẽ với đá granite có chiều cao khoảng 30m, với lối vào cao 3,5 m tính từ nền móng. Mái hình nón của tháp đã được xây dựng lại vào năm 1876. Ban đầu nó được xây dựng như một tháp chuông và là kho chứa hàng hóa, đồng thời là nơi trú ẩn khi bị tấn công. Ngoài ra thì bên trong Glendalough còn có rất nhiều tòa tháp, nhà thờ và di tích lịch sử với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Đức Mẹ, phòng giam Thánh Kevin và ngôi làng thợ mỏ, v.v. Cộng hòa Ireland còn nổi tiếng với những tòa lâu đài vô cùng tráng lệ và có mặt ở khắp nơi trên đất nước. Cho đến nay, có khoảng 340 lâu đài hiện diện ở Cộng hòa Ireland, hầu hết được xây dựng bởi người dân bản xứ, cũng như người Anh và Scotland trong suốt những cuộc xung đột ở quá khứ. Trong số này, lâu đài Banratty tọa lạc ở ngôi làng cùng tên, thuộc vùng Bắc Munster, là một trong những lâu đài đẹp nhất ở châu Âu và trên thế giới. Lâu đài vốn là một ngôi nhà tháp lớn, được xây dựng bởi gia đình McNamara từ thế kỷ thứ 15. Brittany đã trải qua nhiều đời chủ nhân khác nhau, cho đến khi xuống cấp nghiêm trọng. Mãi cho đến năm 1954, tướng Lorgott đã mua lại tòa lâu đài và cho khôi phục lại toàn bộ kiến trúc của nó. Đến năm 1960 thì lâu đài Brittany chính thức mở cửa cho du khách ghé thăm. Bên trong lâu đài là những đồ dùng nội thất, thảm trang trí cũng như những tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ thế kỷ thứ 15 và 16. Đặc biệt hơn, vào buổi tối, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức những bữa tiệc mang đậm văn hóa Trung cổ. Ngoài ra, bên trong ngôi làng Banratty này, nằm ở phía sau lâu đài còn có công viên dân gian Banratty, vốn là nơi có khoảng 30 ngôi nhà được tái hiện thành một ngôi làng cổ với khung cảnh nông thôn rất bình dị. Du khách khi đến thăm công viên này, họ sẽ được trải nghiệm một cách sinh động nhất về cuộc sống của những người dân Ireland trong thế kỷ thứ 19. Tất cả mọi người sẽ có cơ hội trò chuyện với người dân làng, cùng thưởng thức những ly rượu whisky tuyệt hảo và tản bộ ngắm những tòa nhà, những cảnh vật lộng lẫy được thiết kế vô cùng độc đáo. Và vừa rồi là những thông tin về Cộng hòa Ireland. Các bạn cảm thấy quốc đảo này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.